thấy không, em đi một con ấm ngày xưa chảy hồn những đêm rằm mẹ thường kể anh nghe. Còn anh là cây ca đổ đa cổ chở che mùa hạ, khi mà nắng về thì che chở cho em. Ôi hạnh phúc trên đời tràn ngập trong tim, anh đã mất một nửa cuộc đời xưa đó. Anh mất nửa để rồi được cả cả tự do, cả hạnh phúc gia đình và cả em nữa chứ. À, anh có một điều này muốn nói với em. Tự do chúng ta đã có, chúng ta đổi bằng tất cả những cái giá mà chúng ta đã đổi, nhưng còn giữ nó lại là một điều rất là khó. Em có nghĩ rằng chúng ta giữ tự do hạnh phúc bằng gì không? Anh chưa nghĩ ra. Anh thì nghĩ rằng muốn giữ tự do hạnh phúc thì phải có tập quán phong tục của gia đình. Và tập quán phong tục gia đình là người Việt Nam lấy chữ hiếu làm trọng. Vì vậy em phải dạy con cái về chữ hiếu là quan trọng nhất. Hương ơi, đây đây con ăn nói kìa. Em dạy con cái hiểu rằng các cụ ngày xưa có nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay lắm, hay lắm, em giỏi lắm. À, Đức Công Tử ngày xưa có dạy chúng ta rằng như thế này: đạo là người tôn ti, trật tự xã hội có kẻ trên người dưới. Vì vậy em phải dạy cho con gái mình là tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Confucianism has helped society by creating many great rules for women. These rules are the three obedience and the four virtues. Đúng. Tam tòng. Thứ nhất là đại gia tòng phụ. When a woman is still at home, she must obey her parents. Thứ nhì là xuất giá tòng phụ. When a woman is married, she must obey her husband. Thứ ba là phu tử tòng tử, quan trọng nhất em nói. When her husband dies, she must obey her son. Đúng rồi, hay lắm, em giỏi lắm. Em nhớ này nhé, đó là mới tam tòng. Còn tứ đức có nghĩa là công dung ngôn hạnh, cái điều mà em phải biết, con gái mình phải biết và tất cả người phụ nữ phải biết, đó là công dung ngôn hạnh. Công có nghĩa là đảm đang công việc nội trợ, thêu thùa kim chỉ vá may, đó là bổn phận của người phụ nữ. A woman must do everything in the house. Sewing, 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 mopping, 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 cleaning, cleaning, cleaning. Còn dung, dung là sắc đẹp của người phụ nữ. Người phụ nữ phải trang điểm gọn gàng, tóc tai gọn ghẽ khi ra đường cũng như lúc ở nhà. A woman must always look beautiful. Lipstick, 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 brushing, 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 posing, posing, posing. Ngôn, ngôn là lời nói, phải kín đáo, nhẹ nhàng, phải yểu điệu thục nữ. When speaking, a woman must speak politely. Chào, 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 dạ, 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 thưa, thưa, thưa. Hạnh là đạo đức của người phụ nữ cần có nghĩa là phải biết kính trên nhường dưới, ăn trong nồi ngồi trong hướng, đó là trách nhiệm của người phụ nữ. A woman must know how to behave herself. Be sweet, be sweet, be sweet. Hay lắm, em thấy không? Con học nhanh lắm. Mà đúng là phong tục Việt Nam rồi. Vì vậy, anh là một người đàn ông hạnh phúc nhất đời và có vợ đẹp, con ngoan nhất thế giới.